Chào anh em nha, hôm nay lâu quá ra xong tiếng bạn ơi. Dưới ngày qua đem lão dạng đi thí chốt dính cá quá. Con chốt hôm qua gặp ngang quá trời xe rồi. Cho nên là hôm nay đi bạn ơi. Đó, bào lại nè, ông đang nhắn tin tốt tốt cho mình nè. Đó, cá ông câu cũng dính gì nè. Đó, mà chưa đăng clip lên nghe bạn, mới gì hôm qua. Đó, chơi vậy đó, sao ngày sao chịu sao nổi bạn. Đó, nó ông dính cá gì nè bạn. Đó, ông cộng dính cá gì đó, đó ông khoe tụi mình đó nè nè, nó nhắn tin đồ khoe cá đồ đâu, thấy chưa, nó sao chịu sao nổi không bạn. Đó, cho nên là bây giờ mình phải đi chiến đấu thôi bạn ơi. Đó bạn, qua mình thấy im ru rồi đó, trời ơi ta câu nguyên xuồng cá gì luôn mà im gì, trời ơi bạn thấy chưa. Đó thôi, cũng là cho ít tụi mình luôn bạn, lấy đi câu luôn. Nói chung là hên xui tùy theo mẹ thì thôi điểm của bạn ơi, chứ câu cá mà hên xui nha, chứ không có mọi, nhưng mà cơ số là cá mà bè mới thì nó nhạy lắm bạn, bè cũ thì nó hơi chậm thôi. Đó, đây cung kích bên em nha. Đó, một chai cung kích gì trộn với một bịch cháo với bông lúa với một chai nước đầy là ok nha anh em. Đó rồi, mình sẽ cho cháo vô trước, nó để xong mình vô sau với nó giăng mình chế lên thì nó gọn hơn ha. Nó hướng dẫn trộn cho anh em mà, nó là một chai với một chai nước đầy là anh em dứt là dứt được ha. Còn anh em câu liền á, thì thêm vô nửa chai nước nữa là dứt luôn, mà hồi nó chảy đó vậy là được rồi. Đó, ông bạn đang nhắn xuống tuốt rồi đó, anh em gì đó vậy, chờ dính cá không là lên được không gu quá chứ. Thì cháo anh em dặn thì chụp cái nắp chịu lại tí xíu anh em, để nó dây xịt ha, tại em vô hơi đầy á, cho nên là cái hơi nó nhiều cho anh em. Cái này là em xả đông nó còn lạnh, nó còn cục đây nè, thử ra nó ra nó hơi khó xíu, nó còn là đông đá anh em, tại nãy giờ xuống bến nãy giờ cũng tới 10 phút rồi. Có một chai cái này, một bịch với một chai nước đầy anh em. Một chai nước đầy như thế này là anh em xúc nè, còn này em vô nửa chai thôi, đặng em lắc lắc lên cho nó ấy nha, cho nó ra ba cái cháo còn trong này anh em, tại nó còn đông á. Nó mình vô nửa chai nó là đủ được nha anh em, đủ rồi, là đủ rồi. Anh em cứ lắc đều lên ha. Đó. Rồi gì là chúng ta trộn lên để phân 5 phút rồi anh em, nó mịn cháo rồi là câu im lắm. Anh em trộn dứt liền cũng được. Nó trộn đều lên. Thì câu bóp cục bằng ngón tay anh em. Chứ đừng có bóp bự quá ha, mồi chứ không gì. Thì móc bánh tráng bông sen vô cho nó giữ mồi ha. Em khuấy đều lên ha, nó phải dẻo dẻo thế này ha, rồi để khoảng 5 phút nó rút là vừa nha. Đó, một chai cháo, một chai nước rồi dứt ok anh em. Đó, mọi như thế này là anh em bóp cho bánh tráng hết vô, nó xuống nước thì câu ok ha. Câu bè thì anh em lựa bè gỗ câu là chắc cú cá, còn bè dẻo thì hên xui, bè dẻo hên xui, bè gỗ được chứ. Mùi thì nó thơm tanh béo đó, chứ không có thúi gì trơn nha các bạn, nó thơm tanh béo. Rồi, được chào anh em nha. Rồi, em được cũng xin chào các bạn cô chú anh chị nha, hôm nay ra xong chiến các bạn ơi. Đó. Lâu quá mới đi rồi. Đó, vẫn là cháu rít bên em tiếp tục nha các bạn. Nó mới vừa trộn xong, chia anh em người phân nữa, hầu mình coi xong mình trộn tiếp cho mùi như cho ngon đó các bạn. Như đây, chào gọn. Rồi, chào cả nhà nha. Hầu nước chảy quá thì kiếm chỗ nào chảy quá thì mình ép bánh mì mình lót thay vì bánh tráng. Đó, bỏ vô đây luôn. Rồi, vậy xong tiền thẳng tiến nha các bạn. Các bạn ơi.
hùng tài quá, nói chuyện hơi đứt đớt luôn rồi. Này đi với anh Vũ nha bạn, à, anh Vũ Phan Tiến. Ngậu đó ta hắt rồi bay xuống rồi bay lên bè chi không? Ngậu nó hắt cái cục mồi là lọt vô rồi. Gã, gã anh dắt mạnh vô gã gì, đâu gã đâu. Yên tâm đi. Vừa tầm ngắm luôn rồi các bạn. Nhẹ đó, nguyên đừng nói quay ấy luôn đấy. Ngầu đó ấy hắt đi để bước lên nó quay, nó quay ngã quay á. Ngay tự ra tay để bóp màu cơ bộ. Không im hả anh Dũng? Mồi mình đi kệ người ta. Đó. Đây, ta thấy. Chung thả đi đừng nhúng nhích nhiều. Đó, vậy nó thả xuống có lỗ ấy xuống rồi. Ừ. Lên quá trời lộn rồi. Ồ, thấy chưa? Ơi ơi né mồi nha. Ừ. Rồi con đầu tiên luôn quý vị ơi, nó vừa xuống mồi. Cá nó ăn trong bờ nha quý vị. Nó nhiều khi lỗ mình thấy nó ngon mà chưa chắc ngon nha. Câu phải câu hai ba người không mới chắc cú. Tôi đợi ngay mấy cái thẻo đó vậy luôn, tự lỡ gỡ đi chứ nhìn gì nữa. Bật mô pin ra. Bật mô pin xả dây ra, cái xả mô pin ra bật cái cỏ cho dùng dây là tôi bể xứ rồi. Rồi để nằm nó đi, rồi này rồi. Lấy chiếc dép nó đè lên. Cha nhiều khi mà này sâu nó giảm giảm mé vào trong bằng nước lớn. Ê ê ê quay quay mạnh lên, mạnh lên mày. Bỏ nắp ở đường nào không anh? Nhẹ tha hư vậy đó, bỏ vô vậy đó. Dân này đi câu không gài tàn bị người phục vụ không bạn ơi. Bữa nay là đi câu tự xử chứ cực khổ với ta chứ chơi ngồi chỗ không chết luôn rồi. Ồ hàng ngon tiền luôn. Dữ dữ ây da. Phục kỹ vô nghe. Ha ha ha.
dính. Thôi cầm máy nắm quay đi. Cầm máy nắm quay đi. Lấy nè bạn. Đấy. Cần xá chưa tới đất nữa. Nó bên đây làm công viên nè. Chà quá bạn ơi. Được. Bằng con anh á. Sức mẹ dính thằng má trời. Mạnh thùng thùng đồ ăn nghĩa nghĩa thịt đâu ăn nó đang xuống trần cái này thấy lợi lung linh lung linh đó đó, đó. Đó. Mạnh cái này làm cặp luôn đó. Câu để đâu này đó mà nó nhớt không. Nhả luôn rồi. Trời ơi, vụ lên cá quá. Rồi, cá ba sa luôn. Nhắc lên, nhắc lên, nhắc lên, cá ba sa mà. Đang thấy con vọng luôn. Ba sa ngon á. Ba sa là tinh khiết các bạn. Thú hay gì á, mọi nhọn liễu à, giống có thú à, rồi có thú à, mỏ nhọn. Vụ lên cá nha bạn này, hả, bự á, thấy nãy càng cứng lắm á. Ai biết canh anh canh mua pin mà anh hỏi em đưa đầu lên coi. Được á, được á, ừ, rồi. Trời ơi, cá bành thi luôn, tét mép mẹ nó rồi bạn ơi. Không chịu xả cho tí xíu ơi. Đi dẹt kẹt cái mô pin tét xé luôn rồi. Ôi. Nghe bầu ơi. Chảnh chút vớt rồi, đi xuống dưới đây mới tán con khủng long luôn. Sống chữ xả bô pin ra lên này kẹt lên mặt nước luôn, dột thuốc rồi. Hèn gì sáng giờ lỗ mũi thoáng ghê luôn á. Mới lên mới dột nè. Làm sao ký vào. Con nó hả? Don't
Dạ cái đó quá chị. Nó không dính, không có quay phim nữa tại cái hậu đang không hay. Quá trời bị bình nó cho tới cho luôn vậy. Xác dễ quá tính giờ chỗ rồi. Mình có 2 ký mấy mà mập lắm. Mập thù lù có khúc à, mập hơn mình đó. Rồi. Các bạn. Để chặt cho chắc. Nắng quá các bạn. Con nào nó giỏi nha. Trời ơi, giữ được. Gì quá Quỳnh. Ê, ê, được, được. Còn nữa Vinh mọi người mình đi không trời. Cá này mà khô, nắng thì thôi luôn bà ơi. Cá lên Dạng ơi, cá nhỏ mà ông qua bắt cá bự hết rồi. Ok. Rồi. Chào anh em ơi. Mẹ khủng long rồi. Mẹ ngớp bự quá mọi người, sao kỳ vậy? Mẹ lại ngớp. Rồi, chụp cá các bạn ơi. Rồi, cũng được. Ồ, chết. Chị nào? Ôi trời, đúng quá, dịch tét mép cá luôn. Xuống qua đó được. Thổi cái lái qua đó đi. Thổi
về. Còn anh được lên cá các bạn. Anh ơi đi rồi. Anh đi tới đâu vậy? Đang câu ở dưới này nè. Ở dưới bè luôn xíu. Một em vô đếm đầu tiên của buổi chiều các bạn ơi. Chạy xuống dưới xíu nè. Khá to. Có gì không em? Rồi. Chắc lượng không thả rồi. Sao dính cá bự mà thả
chú quay phim lên chú. Thank you.
Rồi chào anh em nha, giờ mình về anh em ơi. Khu thành quá cái gì à? Chung là cá hôm nay thiếu nhi không được, còn có Lý anh Vũ anh thả tuốt rồi. Đây dạ, giờ không được luôn trời. Nè. Đó. Có con chết rồi. Năm con gì vậy, ẩm hết con rồi. Rồi chào anh em nha.